Một hôm thôi. Ngủ một hôm thôi nhé. Sao vậy? Sao vậy? Hả? Sao? Em ngủ à? Em chưa? Đi đi sáng ngủ đi mẹ ăn anh nhé. Ngày mai ba đi làm sớm. Ngày mai đi sớm ạ? Ngày mai đi sớm. Sớm mai đi dậy không ngủ được. Bibi sáng ngủ. Em ở đây. Em ngủ đây. Hả? Nào. Nha. Mấy mấy à? Mấy á? Hả? Nào. Ừ. Bia. Hả? Sao? Sao làm mẹ đi? Ừ. Sao mày? Nào. Sao? 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 Ừ. Ừ. Ngủ một hôm thôi. Ngủ một hôm thôi nhá. Sao mày nhá? Ngủ một hôm này ban già sớm. Nhá. Ừ. Nhá. Ngủ đêm mẹ một đêm đó nhá. Ăn nhá. Ừ. Sao? Nhá. Ok. Ngủ đêm nhá. Ngủ nhá. Bye bye sớm. Bye bye sớm. Bye bye sớm. Hả? Hả? Ừ. Sao vậy? Sao vậy? Hả? Sao? Sao? Sao vậy? Hả? Sao? Hả? 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 Sao vậy? Hả? Ừ. Sao sao mày làm bé? Nha. Ừ. Đây. Ngủ đây nhé. Hôm nay ngủ đây nhé. Nha. Nha. Ngủ đây nhé. Ngủ đây nhé. Ngủ đây nhé. Nào, hôm nay đi ngủ. Nào. Đấy. Nào. Nào. Em đóng cửa nhá. Vâng, em đóng cửa nhá. Ngủ sớm nhé, đi ngủ sớm nhé. Cứ khuya thôi không tốt đâu. Em cho đi ngủ nhé. Này. Này. Đi, nằm xuống. Rồi. Đi nằm lên này. Chân nhé, chân chọn. Thank you.
Hello everyone. Hôm nay thì tôi phải đi làm sớm nên Bibi không ngủ được hôm nay nên là tôi đi ngủ ra đây. Bibi rất là ngoan. Bibi rất ngoan. Bây giờ là hơn 5 giờ. 5 giờ 5. Sửa tỏa đi ra.
Đi lại cái này. Đi đâu ấy? Vừa đi đâu về ấy? Chạy kêu ấy. Không biết. Đi đâu về? Đi đánh răng nhá. Dậy sao chưa đánh răng? Phải đi đâu ấy? Để cô cái tóc này thì đánh răng cho mình nha. Đi chuẩn bị đánh răng. Đánh răng nhé. Sao dậy vào đi nha. Đây, vào đây thỉnh sáng nha. Lấy con trái ra mua cho Bi nha. Đứng đây, Bi đứng đây. Đứng không ướt. Em ơi, chân đi bẩn đấy. Đi đâu mà bẩn đấy, ra rửa cho. Cho chân bẩn đấy. Bên này nữa, ừ, trời ơi. Sẽ đi đâu mà chân mẩn đấy. Mình rửa tay cho Bi nào. Rửa tay nữa, tay cũng bẩn đấy. Không tay làm gì mà bẩn đấy. Rồi đánh răng nhé. Tôi bán chai mới của khán giả tặng nha. Tôi bị từ đánh ra mở nước hay chỉ giặt khăn cho, giặt khăn ra mặt cho. Mở nước này xúc miệng đi. Mở nước xúc miệng đi để rửa mặt. Mở nước. Mở nha, xúc miệng đi. Rồi, rửa cái băng chải. Ok chưa? Này, nhìn cái băng chải. Bi dạy Bi đi trong mà sao chân tay Bi bẩn thế hả Bi? Nè, biết rồi đấy. Chào, đi ra nhé.